Tẻ tuyệt đẹp khiến các iPhone phấn khích. Video hình ảnh iPhone SE 2 được tạo bởi HUBESGTGARCHO.ICZ -E và trang concept dường iPhone giới thiệu. Theo đó, thiết kế iPhone SE 2 là sự hòa trộn giữa iPhone 5 và iPhone 11. SE 2 có màn hình 6,1 1 tinh không có nút Home, để đạt được viền màn hình cực mỏng. Trong khi mẫu thiết kế này có thể là mong muốn của GARCHO.ICZ -E và nhiều người hâm mộ táo khuyết thì có vẻ như nó không giống như những gì được dò dỉ về mẫu iPhone giá rẻ của Apple. Thay vào đó, chiếc iPhone giá rẻ dự kiến ra mắt đầu năm 2020 được tiết lộ bởi các nhà phân tích uy tín và chuỗi cung ứng của Apple, sẽ sử dụng thiết kế giống như iPhone 8, và chỉ có các thành phần bên trong được nâng cấp. Điều này cho phép Apple bán iPhone SE 2 với giá chỉ 399 đô la Mỹ. Chiếc iPhone giá rẻ có thể mang tên iPhone SE 2 hoặc iPhone 9, được cho là sử dụng màn hình 4,7 inch và có nút Home. Nhưng nó lại sở hữu cấu hình mạnh với chip A13 Bionic mới nhất và RAM 3GB.